bắt đầu đi em trai. Rồi, đứng lên nhận quà nè. Dạ. À, chào em. Ờ, dạ. Lần đầu tiên gặp anh tặng em bó hoa. Dạ, em dạ. Cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn. Anh mở ra coi. Trời, ngược. Rớt tùm lum. Cầm rớt tùm lum. Ngôi nhà. Ngôi nhà. Sao nè, sao tặng nhà nè? Muốn cho hai đứa con nếu mà có nên duyên á thì có một cái ngôi nhà ở. Dạ. Con ước chi có luôn rồi. Mày quá chứ. Có nhà kế bên má rồi. Thiệt có luôn. Ừ. Rồi đi em trai. Dạ. Bây giờ nhà gái mình giới thiệu về mình đi. Dạ, con tên là Trần Thị Bích Thảo, năm nay con 24 tuổi. Con quê ở An Giang, con là giáo viên mầm non. Ừ. Giáo viên mầm non ở đâu Thảo? Dạ, ở An Giang chú. Con đang làm ở An Giang luôn. Dạ. Mời nhà trai. Con xin kính chào và chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và bạn nữ bên kia. Em tên là Bảo Trung, đến từ Long An. Em năm nay 28 tuổi. Em làm công việc là thống kê viên tại chi cục thống kê ở Long An. Thôi, trên đường đi miền Tây thôi. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về điểm yếu điểm mạnh đi nhà gái. Thảo nói đi. Dạ, con làm điểm mạnh con là vui vẻ, hòa đồng, dễ gần với mọi người. Điểm yếu con là thẳng thắn, nóng tính. Cái gì mà con không thích là con nói thẳng ra luôn à. Thì con dạ. Nói thẳng thôi chứ con đâu có la lên hay là con đâu có đập đồ đập đạc gì đúng không? Tùy cô ơi. Có dạ. Lần nào mà nổi điên mà đập đồ chưa? Dạ chưa. Nói tùy cô ơi nghe thấy thấy hú hồn. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là người nhiệt tình trong công việc, yêu thích thể thao. Còn điểm yếu của em là chắc là khá là ít nói. Rồi mình có mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 3 mối tình. Thống kê cũng 3 mối, còn dài mối lẻ tẻ không? Dạ không. Mối dài nhất là bao nhiêu năm? 1 năm. Rồi ngắn nhất là nhiêu? Chừng vài tháng. Ủa rồi lý do sao mà chia tay vậy cưng? Bạn gái đó chắc tìm một hướng đi mới mà không có em. Thấy thường không? Bạn gái tìm hướng đi mới mà không có em. Rồi còn mình thì sao nè Thảo nè? Dạ con có 2 mối tình. Mối tình thứ nhất thì do hồi đó còn đi học á, rồi bạn trai kia đòi cưới mà con không chịu, rồi thôi quê. Quê. Dạ mối tình thứ hai thì do yêu xa với lại mai mối không có hợp ý nhau rồi cũng chia tay. À vậy đó rồi, hả? Ế tới giờ. Vậy cái mong muốn của con với cái bạn trai của con là con sẽ mong muốn người ấy như thế nào? Dạ là thấu hiểu cho công việc của con, với lại biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Rồi dạ. Còn ngoại hình thì sao? Cao trên 1m68. Khỏe re. Bao cao luôn. Đâu? Chào. Con chào chú. Chào cô giáo. Dạ. Bé nó cao. Đó cao. Này là coi như là đúng luôn á, đúng một tim luôn gia đình nhà gái tôi ha. Đấy, nhà trai. Dạ, chào chị. Chào chị. Vâng. Cao ráo đẹp trai. Không? Tôi ưng đó. Trời. Rồi bây giờ hai đứa hỏi nè, có sợ yêu xa không? Dạ không. Hỏi dạ. Thảo nè, con có sợ không? Con có sợ yêu xa không? Dạ không. Tình yêu mà xa cỡ mấy xa hả? Yêu rồi là tất cả sẽ thành gần hết. Đúng không con? Dạ đúng. Rồi, em cao cao mét nhiêu nè? Em cao 1m72. Thấy chưa? Rồi. Rồi bây giờ chuẩn của em là gì, nói cho. Mẫu người của em là một bạn nữ có dáng cao khoảng chừng 1m6. Hơn dạ. Luôn, 1m68 mấy đây rồi. Hiền, có biết kính trên người nhường dưới. Dạ. Rồi còn điều kiện gì nữa không? Dạ trắng. Có luôn. Dạ. Rồi xinh gái không? Nè nhìn và về mặt xinh không? Mặt này xinh không? Dạ. Chị Hồng Vân quá ok rồi. Yên tâm, bên đây cùng team á là hiểu rồi ha. Dạ. Đó. Mình đi với ai vậy con? Dạ con đi với ba với mẹ con. Em chào hai MC anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em đến đây dự chương trình bóng cuốn hẹn hò của gái tên Thảo. Em cũng mong cho hai cháu nó được thành đôi, đặng tiến xa hơn, đặng mà ăn đám cưới. Ví dụ giờ con nó về Long An thì mình tính sao nè? Không biết có làm dâu không vậy em trai? Okay. Dạ làm dâu cô. Nhưng mà cháu ở có nhà riêng kế sát bên nhà của mẹ rồi.
Vậy hả? Dạ. Có nhà riêng rồi luôn ha. Dạ. Rồi không có làm dâu nhưng mà ở kế bên cũng được, cũng lo cho cha mẹ già cũng được. Dì cũng rất là mong cho con với Thảo cho nhau cơ hội. Dạ. Rồi cảm ơn ha. Để sắp làm cưới ha. Em đi với ai em trai? Em đi với hai người phụ nữ quan trọng của em và các bạn bè, mẹ với em gái. Dạ, xin kính chào anh Quỳnh Linh, xin kính chào chị Hồng Vân. Dạ. Thì kính chào toàn thể quý khán giả và kính chào bên nhà gái. Thì tôi đây là mẹ của Bảo Trung. Thì Bảo Trung là cũng là một cán bộ đảng viên, nhà toàn công chức hết trơn à. Đứa em đây, em gái út có hai anh em à. Thấy mẹ thích chương trình này, ngày nào cũng xem hết á. Khi em muốn đi đăng ký, đăng ký cho anh muốn tìm được cô dâu để đem về. Dạ, thì xin nhận xét cô gái đây thì dễ thương nhưng mà xa quá, không biết có chị yêu về làm dâu không. Mà cái này lo do quyền quyết định của hai cháu. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Bắt đầu đi em trai. Rồi, đứng lên nhận quà nè. Dạ. Dạ. Chào em. Dạ. Lần đầu tiên gặp anh tặng em bó hoa. Dạ, em cảm ơn anh. Em có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn. Anh mở ra coi. Trời, ngược. Rớt tùm lum. Cầm rớt tùm lum. Ngôi nhà. Ngôi nhà. Sao nè, sao tặng nhà nè? Muốn cho hai đứa con nếu mà có nên duyên thì có một cái ngôi nhà ở. Dạ. Con ước gì có luôn rồi. Mày quá chứ. Có nhà kế bên má rồi. Thiệt có luôn. Ừ. Chào nước em. Sát về Sài Gòn nó về cũng ở được. Thôi đứng hình rồi. Rối rồi, nó đứng hình luôn rồi. Bên trai là coi như là tôi đã nói rồi ha. Tại vì ông Linh ông tả sao mà dòm tưởng là nó giống tôi mà không hề. Dạ. Rất là đẹp, rất là phúc hậu. Dạ, nhà em có bán rượu không? Dạ không. Anh nhìn em anh say quá. Say quá rồi. Con cười đi con, cho thấy đồng điếu đồng tiền mình có đủ hết con. Dạ. Hay là cho anh chuyển hộ khẩu vô vào tim em. À, em rất là xinh. Em cảm nhận về anh như thế nào? Con hồi hộp quá ha, con nói không được hay sao? Sấm sét nói ra chứ. Trời, hai đứa cười suốt vậy trời. Ừ, đó nó vậy đó. Nói đi nè, con nói sao? Nếu mà như yêu xa vậy anh có sợ không? Anh không sợ nhưng mà em có sợ không? Dạ không. Thì anh không sợ đó. Anh hy vọng anh sẽ có cơ hội để mà tìm hiểu em, có thể tiến xa hơn nữa. Dạ. Hai đứa sẵn đi về Long Xuyên đi thăm chùa bà rồi cầu mong gì đó. Dạ. Tới luôn đi. Thì nó đứng hình nữa rồi kìa. Đó, sấm sét tiến tới nắm tay con gái hỏi rằng bao giờ em cho anh bước tới. Mong muốn em sao? Nói cho anh hiểu đi. Ngồi lớn lên. Em, anh bối rối với sự xinh đẹp của em. Thôi anh xin hát một bài tặng em đi. Hát bất rung đi đó. Dạ. Hay lời muốn nói. Đó. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đôi thay. Cho ngày sẽ trôi qua êm đềm và tiếng cười sẽ theo ta từng ngày. Coi yêu xa vậy thì mình làm gì để gần nhau hơn nào? Tháng mình gặp mấy lần? Nếu yêu xa như vậy thì anh có thể sắp xếp một tuần anh, vì anh có thể nghĩ là thứ bảy chủ nhật anh hay sắp xếp xuống với em để thăm em.
Dạ. Nó hỏi xin ba mẹ coi nếu mà có bấm nút thì hỏi ba mẹ là con xuống thăm vậy ba mẹ có cho con ở ké không? Cho cái tiền khách sạn chết nhỏ. Kệ ở ké cho ở ngủ salon đồ cũng được. Được không bố mẹ kìa, hỏi đi kìa. Thưa hai bác, nếu mà con có dịp về thăm bé Thảo thì con có thể ở nhà của hai bác được không? Dạ. Được, thấy chưa? Vô, vô. Hãy hành động theo trái tim của mình. Còn không biết là Long Xuyên có bấm hay không thì tùy. Bấm con hả? Con thích đó đó, thấy không? Long bấm Xuyên liền. Suy nghĩ. Kìa bên kia rồi, bấm Long chưa? Xuyên bấm trước luôn rồi. Đó. Rồi cho khỏi luôn. Vậy đi ừ. Đó. Hai đứa hợp lý lắm á. Trời, nắm liền thấy chưa? Giờ đó đồng ý hẹn hò rồi. Bà xui tương lai của là nhà trai với bà xui tương lai nhà gái bước tới cái đúng rồi. Đúng hai rồi. Nói vài câu rồi gửi gắm cái đi. Hai cháu cũng đồng ý bấm nút thì thôi mình kết nghĩa xui gia ha chị. Dạ. Dạ lo cho tụi trẻ. Dạ cho tụi trẻ cũng mong lắm rồi. Lớn rồi mà chưa có xui thì cũng thích dâu, thích cháu nội lắm. Dạ. Em cũng mong cho hai trẻ nó tới ngày hai đứa nó thành đôi. Dạ. À, chị em mình gặp nhau dạ. Thân hơn nữa. Hai người ôm nhau cái. Trời ơi. Được mấy cháu chị? Nên đó. Có mình một luôn hả? Dạ. Mà em sợ nữa đi nó đòi đi dạy rồi nó. Thì cũng dẫn cho đi dạy, cũng xin chuyển về trường. Dạ đi dạy chứ không có chỗ ở nhà đâu. Tại vì ở dạ. Bên đây toàn đều là công chức huyện hết mà. Dạ. À. Được rồi đó. Cảm ơn hai bà xui tương lai. Xin phép nè, xin phép hôn nè. Dạ, cho cô chú Vân xin phép hôn bé Thảo một cái lên má. Xin hôn nó luôn á, sợ luôn á, nói kìa nó cứ... Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nếu hai bạn tiến đến hôn nhân, ứng dụng hẹn hò Wow Day tặng bạn một cặp nhẫn vàng trị giá 10 triệu đồng. Wow Day giúp những người độc thân muốn tìm người yêu gặp nhau ngoài đời thực thông qua việc tạo ra một buổi hẹn thú vị. Cần Đức.